Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Lên. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Áp thấp nhiệt đới gần bờ, cả nước mưa to. Theo báo Tuổi Trẻ Online, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối qua đến đêm 15 tháng 7, thời tiết đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đạt 30-70mm, có nơi trên 100mm. Bắc và Trung Trung Bộ, mưa 50-100mm, có nơi trên 200m. Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa 40-90mm, có nơi trên 150mm. Mưa to ở Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ kéo dài tới 18 tháng 7. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ hoạt động trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, hướng vào đất liền với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Thời tiết biển hôm nay, dòng gió dữ dội, vùng biển từ phía Tây Bắc, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây Nam, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trang AccuWeather dự báo Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa dông suốt tuần tới. Mưa khiến nền nhiệt giảm nhanh xuống ngưỡng 27 đến 33 độ C, nhưng đi kèm nguy cơ gió giật, lốc, sét và ngập lụt đô thị. Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 7 tại các vùng trên cả nước. Hà Nội, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, cao nhất 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, mưa rào và dông, cục bộ mưa to, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, riêng đồng bằng và ven biển mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 29 đến 32 độ C. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 28 đến 31 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa rào và dông rải rác, phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất phía Bắc 28 đến 30 độ C, phía Nam 31 đến 33 độ C. Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, cao nhất 24 đến 27 độ C. Nam Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 29 đến 32 độ C. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển và mưa lớn trên đất liền, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chỉ đạo đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Các đơn vị tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đề phòng dông lốc cục bộ. Địa phương cần cử lực lượng tổ chức cảnh giác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Các lực lượng kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Bão sắp đến, miền Bắc sẽ đón mưa lớn, Biển Đông đối mặt với thiên tai. Khoảng từ ngày 13 đến 14 tháng 7,
dự báo nắng nóng sẽ chấm dứt ở miền Bắc khi mưa dông xuất hiện, có thể mưa to đến rất to ở một số vùng, thông tin được báo chí Vietnamnet cung cấp. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo khí hậu tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rằng trong một tháng tới, nhiệt độ trung bình toàn quốc sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, đặc biệt là ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, với sự tăng khoảng từ 0,1 đến 0,5 độ so với mùa hè bình thường. Dự báo cho thấy nắng nóng sẽ tiếp tục ở Bắc Bộ và Trung Bộ và có thể gia tăng cường độ vào cuối tháng. Việc có tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ tại khu vực Việt Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khi các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa ít hơn, cũng là điểm đáng lưu ý trong dự báo thời tiết từ 11 tháng 7 đến 10 tháng 8 trên toàn quốc. Các ngày tiếp theo, dự báo có mưa rào và dông, với khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa đến mưa to, kéo dài từ 2 đến 4 ngày, cùng với cảnh báo về dông, lốc, sét và mưa đá. Ngoài ra, dự báo từ nay đến đầu tháng 8, Biển Đông có thể xuất hiện 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, tiềm ẩn nguy cơ gió mạnh, sóng lớn và ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Ông Hòa cũng cảnh báo về nguy cơ cháy nổ cao do nắng nóng tiếp tục ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Chuỗi ngày không có cơn bão nào đổ bộ vào Việt Nam tiếp tục kéo dài từ khi bão số 5 Sơn Ca đổ bộ vào ngày 15 tháng 10, 2022 và đến nay đã ghi nhận thêm 8 cơn bão trên Biển Đông. Điều này thể hiện sự bất thường về mô hình thời tiết trong giai đoạn gần đây. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết rằng rãnh áp thấp dọc theo Tây Bắc và Đông Nam đang di chuyển qua Bắc Bộ và khu vực giữa Biển Đông. Dự báo khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực giữa Nam Biển Đông trong ngày 13 đến 14 tháng 7 và có thể mạnh lên theo hướng Tây Bắc. Cũng dự báo rằng từ 19 đến 20 tháng 7, xoáy thuận nhiệt đới từ phía đông Philippines có thể di chuyển vào đông bắc Biển Đông và hoạt động mạnh lên. Dự báo tiếp tục cho thấy trong 1 đến 2 ngày tới có khả năng hình thành dải hội tụ nhiệt đới giữa Biển Đông và các mô hình quốc tế cũng dự đoán những hệ quả tiềm ẩn này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão gây ra gió mạnh sóng lớn và mưa dông trên nhiều vùng biển. Trước mắt, dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy từ ngày 12 đến 13 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục hứng chịu ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 50 đến 55%. Các khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình tiếp tục trải qua thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 55 đến 60%. Riêng các khu Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong khi các khu vực khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ trong thời gian tới sẽ có mưa liên tục, tập trung vào chiều tối và đêm, có cục bộ mưa to đến rất to. Trong các trận mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin từ cơ quan khí tượng cho biết, trong khoảng thời gian từ 13 đến 21 tháng 7, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác từ đêm 13 đến 16 tháng 7, với cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong khi đó, các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và từ khoảng đêm 14 đến 16 tháng 7 có thể xuất hiện mưa lớn. Dự báo thời tiết cho biết Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa liên tục trong khoảng từ 13 đến ngày 21 tháng 7, tập trung vào chiều tối và đêm, có cục bộ mưa to đến rất to. Trong những trận mưa dông có nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh sẽ ảnh hưởng đến các khu vực này. Mưa dông ở đồng bằng sông Cửu Long, nhà dân bị tốc mái, đường phố ngập lụt. Thời tiết khắc nghiệt gần đây trên một số tỉnh thành ở Việt Nam đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và làm gián đoạn nghiêm trọng. Theo VTV Online, tại tỉnh Đồng Tháp, vào sáng ngày 11 tháng 7, một cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã quét qua xã Phong Hòa, huyện Lai Vung,
gần 20 căn nhà và vườn cây ăn trái đã bị tốc mái, cây bật gốc. Các tấm tôn do tác động của lốc xoáy đã văng ra quốc lộ 54, làm hỏng đường dây điện và gây ra tình trạng mất điện và ùn tắc giao thông tại cầu xã Hơi, giáp ranh với huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Ngay khi nhận được thông tin về thiệt hại do lốc xoáy tại xã Phong Hòa, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lai Vung đã nhanh chóng triển khai các cơ quan chức năng địa phương như cảnh sát, lực lượng dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên để hỗ trợ cư dân. Họ đã hợp tác chặt chẽ với cư dân để khắc phục tình trạng hậu quả, đảm bảo lưu thông trên quốc lộ 54 và ngăn chặn tình trạng ùn tắc giao thông. Ngoài việc dọn dẹp hiện trường để đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt, các lực lượng cứu hộ còn hỗ trợ cư dân tháo dỡ các căn nhà bị hư hại. Trong khi đó, tại thành phố Cần Thơ, những trận mưa lớn liên tục vào giờ cao điểm trong những ngày gần đây đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng trên nhiều con đường trung tâm. Tình trạng ngập lụt chủ yếu tập trung ở trung tâm thành phố do khả năng thoát nước không đủ, gây ra ngập nước cục bộ và tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm từ 8 đến 9 giờ sáng. Tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, mưa lớn vào sáng ngày 11 tháng 7 đã làm ngập nhiều con đường. Với một số khu vực, nước lên đến nửa mét. Các tuyến đường chịu ảnh hưởng nặng nề, bao gồm Lạc Hồng, Nguyễn Trung Trực, Đống Đa và Trần Phú. Đến 8 giờ sáng, những con đường này vẫn còn ngập lụt, khiến nhiều xe máy và ô tô bị chết máy, cần phải đẩy bộ hoặc gọi thợ đến sửa chữa. Mặc dù có các biện pháp phòng ngừa như dùng bao cát hoặc bạt ni lông chặn nước trước cửa nhà, nước vẫn xâm nhập vào nhà, làm hư hỏng đồ đạc và gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của nhiều cửa hàng. Sáng ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra hư hỏng cơ sở hạ tầng do mưa lớn gây ra, đồng thời tổ chức thu gom rác thải và thông thoáng các cống để nước rút nhanh chóng, giúp ổn định sinh hoạt cho cư dân.